Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời phong Sio Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galile, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Trachonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Khanan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Zacharia là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng, rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Một việc rất thông thường khi đón chờ là chuẩn bị. Nhân vật hay sự kiện càng quan trọng thì việc chào đón càng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đấng cứu độ trần gian sắp ngự đến, đấy là một biến cố quan trọng, độc nhất vô nhị. Lòng người ai cũng hoan hỷ mừng vui và chuẩn bị cho ngày Thiên Chúa ngự giá quang lâm. Thời gian đấng cứu thế đến với nhân trần được Thánh Luca ghi chép rất rõ ràng cụ thể. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, với hàng loạt những vị tổng trấn tiểu vương được liệt kê chi tiết. Điều này cho thấy rằng Thiên Chúa Giáng sinh là một biến cố lịch sử xảy ra trong cuộc sống đời thường của nhân loại. Thiên Chúa đến cứu độ con người không phải là chuyện cổ tích hay thần thoại mà người đời truyền miệng nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng đó là lời đoan hứa của Thiên Chúa, và ngày hôm nay đã được ứng nghiệm. Thật vậy, Chúa đến cách rất gần gũi cụ thể trong cuộc đời của mỗi người với những biến cố sinh hoạt hàng ngày. Chúa đến với ta qua tha nhân mà chúng ta gặp gỡ. Chúa đến với ta qua những công việc mà chúng ta đang làm. Chúa đến với ta qua những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay những đau khổ của kiếp sống nhân sinh. Chúa đến để cứu độ con người, nên Ngài sẽ đồng hành với con người trong mọi trạng huống của cuộc sống. Điều quan trọng là con người có muốn và có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không. Thánh Luca đã liệt kê hàng loạt tên tuổi của các bậc quân vương vua chúa lẫy lừng trong lịch sử. Tuy nhiên, lời Thiên Chúa không ngỏ cùng ai trong số họ. Nhưng Gioan tẩy giả, con ông Zacharia, sống âm thầm ẩn dật trong hoang địa, lại nghe thấy lời Thiên Chúa phán. Gioan nghe thấy lời Thiên Chúa vì ông đã chuẩn bị dọn lòng đón chờ Chúa đến. Các bậc vua chúa quân vương không nghe thấy lời Thiên Chúa vì họ không đón chờ và chuẩn bị. Họ không dọn lòng để Chúa có thể đến trong cuộc đời của họ. Thật vậy, nếu lòng người còn đầy những thung lũng của đam mê, tham lam, dục vọng, làm sao Thiên Chúa có thể vượt qua mà tiến vào? Khi lòng người còn đầy những đồi núi chập trùng quanh co của hận thù ích kỷ, làm sao còn chỗ dành cho Thiên Chúa? Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương sống động của việc đón chờ Chúa đến. Ông đón chờ bằng việc tích cực chuẩn bị, lấp đầy những thung lũng, bạt phẳng những núi đồi và sửa ngay thẳng những nẻo đường quanh co lồi lõm. Đây là những hình ảnh biểu tượng nói lên tình trạng tâm hồn của con người. Khi lòng người được sửa sang, dọn dẹp sẵn sàng, chắc chắn Thiên Chúa sẽ đến và ở với người ấy. Lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế lại khó khăn vô cùng. Thiên Chúa hứa sẽ đến và cứu độ con người, nhưng có mấy ai thực sự chờ đón biến cố này? Quả vậy, chúng ta chỉ mong thoát khỏi một điều gì đó khi cuộc sống của chúng ta bị cầm tù, không tự do, không hạnh phúc. Đâu đâu cũng là đau khổ, bất hạnh. Chỉ khi rơi vào hoàn cảnh như thế, ta mới khao khát sự giải phóng, khao khát tự do. Thế nhưng có mấy ai nhận ra mình đang chìm ngập trong một kiếp sống nô lệ tội lỗi? Có mấy ai nhận ra cuộc đời này chỉ là kiếp trọ hành hương? Trái lại, rất nhiều người lại đang xem của cải, tiền tài, danh vọng, quyền lực là tất cả. Họ đang sung sướng mãn nguyện với những gì họ đạt được. Thế gian này quá đẹp, nên người ta quên mất mình chỉ là những kẻ lữ thứ hành hương đang tiến về quê trời. Thế nên có mấy ai thực sự trông chờ Chúa đến cứu vớt mình khỏi bụi hồng trần? Thêm vào đó, để Chúa có thể đến, chúng ta phải dọn đường, phải sửa lòng.
Nhưng dọn dẹp là một tiến trình không phải ai cũng muốn vì đòi hỏi nhiều hy sinh từ bỏ. Những đam mê, dục vọng, những toan tính quanh co đâu có thể bỏ trong một sớm một chiều, nhưng lại cần chịu kiên nhẫn, tập tành nhân đức. Bởi vậy, người ta thích sống dễ dãi như những ông vua bà hoàng hơn là khổ chế và hy sinh như Gioan Tẩy Giả trong hoang địa. Bước vào mùa vọng, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn được nhận ra cảnh kiếp trọ trần gian của mình, để khao khát mong chờ Chúa đến dẫn đưa chúng ta về quê trời vinh phúc. Chỉ khi thật sự khao khát như thế, chúng ta mới dám can đảm dọn lòng mình với những hy sinh từ bỏ, với sự ăn năn thống hối để đón chờ Chúa đến.